Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 25 tháng 5, mưa lũ lớn tại các tỉnh thành phía Bắc đã làm 6 người chết, 6 người bị thương, 307 ngôi nhà hư hỏng nặng, 26.508 hecta lúa hoa màu và 552 hecta thủy sản bị ngập, 6.898 con gia súc gia cầm bị chết. Mưa lũ lớn cũng gây ngập cục bộ, sạt lở 32.977 mét khối đất đá ở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Chiều ngày 25 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, thời tiết ở miền Bắc đang bước xấu nhưng mưa gió đang tăng ở Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên. Từ ngày 26 tháng 5, mưa dông có xu hướng gia tăng và có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 5. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối, ở Nam Bộ Tây Nguyên đề phòng lốc xét mưa đá và ngập úng. Người dân cần tiếp tục đề phòng nguy cơ mưa lũ và có những biện pháp chủ động ứng phó ngay từ bây giờ.